Giang hiểu, cô đơn bên cạnh người thiệt là yêu tình đó. Đừng có lại gần nha, nếu không sao ta ôm Xá Lợi Tử chết chung với các người đó. Quay, đừng hủy hoại Xá Lợi Tử. Dạ. Sợ rồi hả? Bồ Sanh đại sư này quá thật là giả mà. Vậy mà còn nói cô nương này là yêu quái. Không sai, họ mới là yêu quái quá dạng. Người bị họ đi ngay đi. Nàng hiểu, người đã bị yêu quái mê hoặc rồi. Thôi, đừng có lại gần, nếu không ta sẽ chết chung với hắn đó. Các người tránh ra, nếu ai cản được ta, đừng trách ta không nói tay. Quay, để cho bọn họ đi. Cô nương đừng có sợ. Nè, đừng có lại gần nha. Nàng hiểu, cô đường đó quả thật là yêu tình quá người. Người phải đề phòng cổ, dành tự bảo vệ cho mình. Cái con yêu quái này, tới lúc này mà còn bị chuyện hả? Ta cho người biết nha, đừng có hại tới những người trong chùa. Nếu không ta sẽ thu thập người đó. Phải, yêu quái, người có nghe chưa? Đừng có hại tâm độ của ta. Nếu không ta không tha cho người. Thiệt là tức quá. Nàng hiểu trong tay cổ, để cho bọn họ đi. Đi đi. Cô nương, mở cửa. Đừng có đường theo. Bên kia. Thôi được rồi, họ đã không được theo nữa. Phải, mày là có Xá Lợi Tử thôi. Nếu không thì thiệt là không biết ra sao. Phải đó, hay là ngươi về chùa Phật Quang trước đi, ngươi cứ mặc kệ ta. Nhưng mà ta đâu có thể để cô nương một mình ở nơi quan giả này. Bây giờ huống chi trên mình của cô đã bị thương. Ta biết tự chăm sóc lấy mình, ngươi hãy đi đi. Cảm ơn ơn nghĩa cứu mạng của ngươi. Không được, giúp người phải giúp tới cùng. Ta nhất định phải kiếm nơi an toàn để an trí cô mới đi được. Được rồi, nếu ngươi tốt bụng vậy thì ngươi cầm hũ Xá Lợi Tử này tới chùa Phật Quang kiếm ông nội của ta đi. Thì không biết bây giờ họ ra sao. Cũng tốt, nhưng mà ở gần đây có một quán thuốc, ta được cô tới đó liều thương rồi mới trở về cứu người, có tốt không? Thôi đi nha. Xin lỗi, cô nương đã lỡ quên nam nữ thọ thọ bất thân. Xin lỗi cô nương. Đi nha. Xin hỏi có ai không? Xin hỏi có ai hay không? Cháu đã ra ngoài hết rồi. Ta quen thân với hắn lắm, thường hay tới đây để nghiện thuốc nam mà. Qua bển ngồi nghỉ chút nha. Cô nương à, xin thứ lỗi là phải thất lễ. Không cần làm phiền đâu. Không được, vết thương bị chảy máu nhiều như vậy, nhất định phải cầm máu trước đó, để lát chờ ông cụ về rồi mới liều thương cho cô. Người đã quên, người còn phải tới chùa Phật Quang để cứu ông nội của ta sao? Nếu còn không đi, tánh mạng của người nhà của ta sẽ bị nguy hiểm. Vậy thì phải. Thực ra ta cũng lo lắng tới Bồ Sanh đại sư, không biết ra sao. Hay là cô hãy ngồi đây, đừng có chạy loạn nha, ta trả gì ngay. Được mà. Người hãy yên tâm đi đi. Người đi đi. Cô bảo trọng nha. Cô nhớ đó nha. Yêu quái, coi lần này người chạy đi đâu? Người đòi giết ta. Yêu tinh với người đều có tánh mạng. Người muốn giết ta, nghĩa là đã phá sắc giới. Đáng lẽ Lão Tàng chỉ muốn thâu tập người thôi. Ai ngờ người tiền là gian trả. Tránh nhiều có thôi. Để tránh người gây hại chúng sanh, Lão Tàng đành phải phá sát giới. Ngã vật từ bi chỉ muốn thu thập yêu quái để thành chánh quả, vĩnh viễn thoát ly ma đạo. Liên Hương, em không sao chứ? Em không có sao. Giờ em chỉ là giả chết để gạt tên hòa thượng đó thôi. Ai giả hắn đã mắc bẫy. Có bộ hòa thượng này chạy không có lâu đâu. Mình rượt theo. Đàn Hiểu, ngươi đừng có lại gần. Ngươi đừng có lại gần. Ngươi là kẻ thiện hay là do hồ tình giả dạng? Đàn Hiểu, đại sư, đại sư thấy sao rồi hả? Yêu quái rừng tới rồi, mau dìu ta đến tới rừng đá bên kia. Dạ. Điều lỡ tay vô màu. Đại sư, sao rồi đại sư? Mau đưa tay vô trong đi. Bên đây. Không ngờ tên hòa thượng này chết tới nơi mà còn cao lực như vậy. Đi theo em. Đại sư ra sao rồi? Được, để anh dùng nhãn quan coi bây giờ hắn đang trốn ở đâu. Đại sư, có phải yêu quái đã giả dạng người đánh người bị thương hay không? Tại sao đám yêu quái đó phải tập kích chùa Phật Hoàng vậy? Họ muốn tới việc đại thủ ấn kình. Là đại thủ ấn kình. Đại thủ ấn kình. Tên hòa thượng đang trò chuyện với thằng nhóc kìa. Tên thư sinh này thân thế kỳ lạ. Tối qua đã có thể trú thần ở thánh địa của chùa Phật Quang. Có bộ không đơn giản. Nhất định là tên hòa thượng này sẽ nói cho hắn biết đại thủ ấn kình đang giấu ở chỗ nào. Đại sư, đại thủ ấn kình đó có lâu rồi mà. Tại sao đám yêu quái đó tới bây giờ mới giành giật vậy? Tại vì tối qua đại sư La Ma đã viên tịch ở trong hang động, đã dùng tu vi mật tông 50 năm luyện cho được đại thủ ấn kình, để Phật pháp được gia từ. Bây giờ đã có pháp lực vô biên và có thể siêu độ tam giới. Thì ra là vậy. Đàn Hiểu, nếu như kình này để cho đám yêu quái lấy được thì bọn họ sẽ xưng bá tam giới, gây hại tới chúng sanh. Cho nên kình này quyết không thể lọt trong tay của yêu quái. Vậy bây giờ bộ đại thủ ấn kình này cất ở đâu vậy? Ngươi ngồi lại cho đàng hoàng đi, nhắm mắt lại. Dạ. Đại thủ ấn kình giấu ở ma địch nhai. Đại thủ ấn kình giấu ở ma địch nhai. Đại thủ ấn kình giấu ở ma địch nhai. Lão hòa thượng đó đang làm gì? Nhất định có liên quan tới đại thủ ấn kinh. Đàn Hiểu, đại thủ ấn kinh giấu ở đâu hả? Đại thủ ấn kinh giấu ở ma địch nhai. Đàn Hiểu, đại sư, tại sao vừa rồi ta như mê man đã ngủ một giấc vậy? Ngủ một giấc rồi thì lên đường đi. Đàn Hiểu, người đã hứa với lão tăng là phải đi Thiên Đình Tự. Đại sư đừng lo, chuyện mà ta hứa với đại sư nhất định làm theo. Nhưng mà bây giờ có phải nên đưa đại sư về liệu thương trước không? Lão tăng đã sắp tận nguyên khí rồi và sắp đi tới Tây Phương Cực Lạc. Đại sư, ngươi nghe ta nói, không cần phải về Phật Quang Tự nữa. lập tức đi tới Thiên Linh Tự ở Tây Thủy, đem đầu đuôi câu chuyện này kể với Thiên Luân Pháp Dương. Pháp Dương nhất định sẽ có cách giải quyết. Chuyện mà đại sư căn dặn ta nhất định sẽ làm theo. Nhưng mà ta không hiểu, ta không phải là hòa thượng của Phật Hoa Tự, sao đại sư lại gửi thác trọng trách này trên mình của ta chứ? Đây chính là duyên phận. Vào cái lúc người hái cây ngũ sắc kim liền thì đã trồng Phật duyên. Đại sư, bỏ mặt ta, lập tức lên đường đi. Đường xá xa rồi phải cẩn thận. Yêu quái sẽ quá đã đủ dạng người để gạt dẫm người. Người phải nhớ kỹ là đừng có mê hoặc nhờ. Đại sư, ta không sợ chết, chỉ lo là sẽ phụ lòng gửi thác của đại sư, dọc đường bị đám yêu quái nuốt vô bụng mà thôi. Đại sư muốn nói cái gì hả? Dương nữ, dương nữ giúp đỡ cùng tới Thiên Linh. Đại sư, đại sư, đại sư, ngươi sao rồi? Đại sư, đại sư, đại sư, ngươi sao rồi? Đại sư, ngươi sao rồi? Đại sư, ngươi hãy trả lời ta đi. Đại sư, đại sư. Tên hòa thượng đã chết. Hey, tiếc là không nghe được hắn nói đại thủ ấn kinh giấu ở đầu. Không sao, tên một sách này nhất định biết. Mình sẽ bắt tay từ hắn. Ừ, mình đi. Cô nương à, ta đã trở về nhà thuốc tìm cô. Tại sao cô ra đây vậy? Có chuyện gì về nhà rồi hãy nói nha. Mời. Cô nương à, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cô lại ra ngoài? Cô nương, cô hãy khoan khắp đã. Có chuyện gì cô cứ nói với ta đi, để coi ta có thể giúp được gì hay không. Vừa rồi ta trở về Phật Quang Tự, nhìn thấy ông nội và đám già bọc đã bị đám yêu quái giết chết hết rồi. Vậy các thầy chùa ở Phật Quang Tự có sao hay không? Còn bạn của ta Ngộ Thông có bị chết hay không? Họ không có sao. Cũng tại ta không tốt. Hứa là về Phật Quang Tự cứu nội tổ của cô, ai về dọc đường lại gặp Bồ Sanh đại sư viên tịch. Cô nương, thì là xin lỗi cô nương. Không bắt bớ tới người, cũng tại đám yêu quái đã đáng ghét. Không sai, cũng tại đám yêu quái đáng ghét đó hại chết nội tổ của cô và hại chết Bồ Sanh đại sư. Thật ra người có cảm tình sâu nặng với Bồ Sanh đại sư. Hắn chết đi, chắc người phải đau lòng lắm hả? Đại sư là cao tăng đắc đạo, được viên tịch niết bàn tới cực lạc Tây Phương. Nếu nhìn theo tánh Phật, phải vui mừng cho hắn mới đúng. Nhưng mà xét theo tánh người, thì là khó tránh đau buồn. Đám già bọc của ta thì chết thảm thường. Tại sao đám yêu quái lại tới đánh Phật Quang Tự chứ? Cô không hiểu đâu. Họ vì giành giật một cuốn sách tên là Đại Thủ Ấn Kinh. Nhưng bây giờ bộ kinh sách đó có phải đã bị đám yêu quá giật đi rồi không? Không đâu. Nếu không thì sẽ gây hại tới chúng sanh. Như vậy bây giờ cuốn kinh sách ở đâu? Vậy thì không biết. Đại sư không nói với ta. Cô cũng đói bụng rồi. Hãy ta ra ngoài mua bánh cho cô ăn nha. Cô ngồi ở đây chờ đi. Nói ra kinh sách giấu đâu, vậy phải làm sao? Hỏi thẳng thì không chịu nói. Em thử dùng cơ hồn đại pháp để tra hỏi thì hắn nhất định sẽ nói ra chân tướng mà. Ừ, phải hả? Sao anh nghĩ không ra vậy? Nè, khi em biết được cuốn kinh sách này giấu đâu rồi á, anh sẽ ra tay giết hắn ngay. Chúng ta chỉ muốn biết cuốn kinh sách đó thôi, không cần thiết phải giết người. Nếu như không giết hắn thì bọn yêu quái khác sẽ biết được kinh sách đó giấu đâu. Vì để bảo đảm bí mật này cho hai anh em mình phải giết người bịt miệng. Nhưng mà dù sao hắn cũng đã cứu em. Em đừng quên, mình tới đây để giật đại thủ ấn kinh là vì muốn cứu cha mẹ. Nếu muốn thành công thì phải bất chấp thủ đoạn. Em không phải muốn làm đứa con bất hiếu chứ. Cô nương, ta đã về tới rồi. Cô nương, cô thấy sao rồi? Ta thấy như là mình bẫy bị đuối sức đó. Người có thể đỡ ta ngồi dậy hay không? Đỡ con ngồi dậy hả? Được mà. Cô nương xin mời. Xin lỗi cô nương. Hay là cô ngồi lại để tôi qua lấy cái bánh cho cô ăn nhờ. Tội lỗi. Ta vừa đi tìm mua đó. Ta rót ly trà cho cô nha. Mang bệnh ở trong người đừng có chạy loạn nữa. Hãy uống chén trà đã. Ngươi thì là tốt với ta quá. Có đáng gì. Bị cá thổi vô mắt rồi, đau quá đi. Người có thể qua đây để thổi hạt cát ra cho ta hay không? Thổi cát hả? Được mà. Cô lấy tay ra đi. Bây giờ là cặp mắt của người bị cát vô hay là của ta đây? Nhắm mắt lại làm sao mà thổi cát cho người ta chứ. Coi bộ cặp mắt của cô đã không sao rồi. Vậy nghĩa là khỏi thổi hả? Ta không phải là yêu quái, sao người sợ ta như vậy chứ? Mỗi lần gặp được cô nương, trái tim của ta cũng đập thình thịch vậy mà. Hay là vậy nha. Ta cắt cái gương đồng ngó cô. Như vậy sẽ được khá hơn. Vậy được. Phi lễ mật thị. Nghe đây, tao hỏi một câu là phải trả lời một câu, không được giấu giếm. Dạ rõ. Đại thủ ấn kinh bây giờ giấu ở đâu? Đại thủ ấn kinh đang giấu ở ma địch nhai. Hắn đã nói ra bí mật rồi, sao không giết hắn? Anh không thấy quá dễ dàng hay sao? Được, để anh hỏi. Thật ra đại thủ ấn kinh giấu chỗ nào? Đại thủ ấn kinh giấu ở ma địch nhai. Vậy còn sai hay sao? Anh có nhớ lão hòa thượng lúc về trời đã lấy tay sợ lên đầu của hắn? Trên bàn tay có một luồng quang, có lẽ là đã thi phép tới hắn. Để em hỏi hắn. Ngươi tên là gì? Từ đâu tới? Ta là Đàn Hiểu, từ Phật Hoàng tự tới. Rồi ngươi đi đâu? Phải tới Thiên Linh Tự ở Tây Thủy của Biên Cương. Thấy chưa? Nếu hắn tới Thiên Linh Tự, tại sao đại thủ Ấn Kinh lại giấu ma địch nhai? Lão hòa thượng đó rõ ràng muốn chơi mình. Cuốn kinh sách quả thật không có trong người của hắn. Người tới Thiên Linh Tự để làm gì? Để báo tình với Thiên Luân Pháp Dương. Rồi sau đó? Rồi thì về quê. Rồi sau đó? Cưới vợ sinh con, hiếu thảo với cha mẹ. Coi bộ hỏi tiếp cũng uổng công phí sức rồi. Để anh hỏi thêm lần nữa, đại thủ Ấn Kinh bây giờ đang giấu ở đâu? Nói mau. Đại thủ Ấn Kinh giấu ở ma địch nhai. Coi bộ anh hỏi 1000 lần vẫn là câu trả lời này thôi. Nếu như lão hòa thượng đã thi phép tới hắn thì hắn sẽ như con két. Lão hòa thượng đọc câu nào thì hắn lặp lại câu đó thôi. Để cho chắc ăn, anh tới ma địch nhai, còn em ở lại cạnh hắn để theo dõi hắn. Em không biết thuật thấu tâm, còn cách nào bắt hắn nói ra chứ? Còn một cách nữa, em dụ dỗ hắn đi. Em đã làm rồi, nếu không thì hắn đâu có bị trúng câu hồn đại pháp của em. Hey, như vậy là dụ dỗ hay sao? Ý của anh là giả làm vợ chồng với hắn. Không được. Dĩ nhiên là không được. Việc gì em cũng có thể làm, chỉ là thứ này không được. Hey, em à, anh rành tánh của đàn ông lắm. Chỉ cần em làm được vợ của hắn thì chuyện gì hắn cũng nói cho em biết hết. Nếu anh coi em như là em gái thì đâu có dùng cách xấu xa như vậy, bắt em phải làm chuyện bậy bạ như vậy chứ. Em tưởng làm gì anh hay sao? Là vì cha mẹ của mình đó. Ê, em cũng biết mà, hôm đó cha mẹ của mình đã bị cái tên hòa thượng đó đè dưới núi Thái Sơn 50 năm rồi. 50 năm không thấy mặt trời mặt trăng gì hết. Nếu như mình kiếm được cuốn đại thủ Ấn Kinh đó để mà giải vây cho cha mẹ, vậy thì cha mẹ được tự do rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao mình không nhớ lại được gì hết vậy? Cô nương! Cô nương ạ! Cô nương! Cô nương đã đi đâu rồi đây? Đừng nhá. Ngươi đừng có lại gần. Ngươi lại gần là ta nhảy xuống này đó. Cô nương, tánh mạng quý giá lắm. Con kiến còn muốn sống mà. Sao cô lại làm chuyện dại dột như vậy? Tối qua nửa đêm ta nằm mơ, mơ thấy người nhà đã bị chết sạch, chỉ còn lại một mình ta cô đơn lẻ loi. Sớm muộn có bị con yêu quái nuốt vô bụng. Hay là để ta chết đi cho rồi. Đừng nha. Cô nương à, đừng nha, đừng. Nè, đừng ra, cô đưa à, đừng. Cô đưa đi. Cô đưa à, đừng ra. Nè. Cô nương. Cô nương. Cô nương. Cô nương. Cô nương đừng sợ. Xin lỗi nhở. Tại ta không tốt, làm tù viên lưng quần của cô. Xin lỗi, xin lỗi nhờ. Người hãy tháo sợi dây lưng ra đi. Còn thất lại làm gì chứ? Được. Cũng đừng có qua đây. Vừa rồi ta chỉ là không thấy tiếng của cô nương, là cô nương làm chuyện dại dột thôi. Tuy là cô mất đi người nhà thì là thảm thương, nhưng mà cô còn quê nhà mà, có thể dung thân. Sao không về quê chứ? Quê của ta ở nơi biên thùy, từ đây về đó thiệt là xa xôi. Chỉ lo là chưa về tới quê đã bị đám mê quái làm thịt rồi. Liên Hương này thiệt là khổ mạng. Liên Hương? Cô nương là Liên Hương hả? Hòa Nhật là Hương à? Như vậy cô nương nghĩa là Hòa nữ. Ngươi đừng có qua đây, ngươi đừng có qua đây nha. Nếu người qua đây tôi sẽ chết cho người coi đó. Xin lỗi cô nương, tại vì ta quá mừng mà thôi. Cô đến 3 tiếng nha. 3 tiếng sau là mình cùng trở về chỗ cũ. Quân tử nhất ngôn. 1, 2, 3. Tại sao ngươi nghe được tên của ta là Liên Hương thì đã vui mừng như vậy chứ? Tại vì tên của cô thì là đẹp mà. À cô nương ạ, quê của cô ở Biên Thùy, ta cũng phải đi Biên Thùy. Hay là chúng ta cùng nhau lên đường nha, ta đưa cô đi về để có thể tiếp ứng với nhau mà. Tốt đó thì là hay. Trai đàn gái chiếc cùng nhau lên đường, ngươi còn muốn chăm sóc cho người ta hả? Cô nương chớ có hiểu lầm, tại hạ không có dụng ý gì khác đâu. Chỉ là ta thấy nếu chúng ta lên đường riêng rẽ sẽ bị nguy hiểm lắm. Đừng có nói là gặp được yêu quái, cho dù gặp được người xấu cũng sẽ thấy phiền phức. Thì coi như là giúp đỡ cho nhau nha. Miễn là nghe người nói vậy, không muốn theo người cũng không được. Ta là người có học, có khí hạo nhiên. Cô nương à, cô hãy yên lòng đi, dọc đường ta sẽ chăm sóc cho cô mà. Cô Răng! Cô Răng! Xin lỗi nha cô nương. Cô nương! Cô nương! Ta không có cố tình đâu. Liên Hương! Đại ca! Em làm gì đi? Anh kêu em dụ dỗ hắn, sao bỏ chạy chứ? Ban đầu em tưởng dụ dỗ đàn ông là chuyện dễ dàng. Ai dè... Đừng có nói nhiều. Anh đã tới mai dịch nhây, nhưng mà không thấy gì hết. Em nhớ phải tráng lên, dụ dỗ hắn đi. Liên Hương cô nương! Lần này em cho anh tọa nguyện. Liên Hương cô nương! Lần này cô bộ thành công rồi. Chóng mặt quá, ta thấy chóng mặt quá. Liên Hương cô nương, cô thấy sao rồi? Liên Hương cô nương, cô đừng bị gì nha. Liên Hương cô nương, cô thấy sao rồi hả? Bây giờ làm sao đi? Bây giờ đàn hiểu à, sao giờ này còn suy nghĩ chuyện gì vậy? Tội lỗi, đừng có dụ dỗ ta nữa nha. Thừa cơ hiếp người không phải là hành vi của quân tử. Ông trời phù hộ, cầu mong cho Liên Hương cô nương sớm ngày tỉnh lại. Ta phải hộ tống cổ về quê, rồi tiếp tục lên đường tới Thiên Linh Tự. Liên Hương cô nương, cô đã tỉnh lại hả? Ta để lấy cái áo cho cô nè. Cảm ơn. Liên Hương cô nương, cô bị thương trong mình, hãy để ta cõng cô lên đường nha. Người cõng ta? Không cần khách sáo đâu. Không sao đâu, ta đủ sức mà. Người đủ sức hả? Lúc xưa thì chắc là không đủ, nhưng bây giờ ta thiệt thấy sung sướng đó. Cảm giác này thì là kỳ diệu quá. Nè, làm ơn thả ta xuống đi, ta tự đi được rồi. Không sao, ta không thấy mệt. Chừng ta mệt, ta sẽ thả cô xuống. Dọc đường phong cảnh cũng đẹp chứ hả? Dạ phải. Trời đã sắp tối rồi, coi bộ mình phải kiếm chỗ trọ. Vậy để ta đi nhanh chút nha. Chỗ này có một nhà quan, mình có thể ở trọ đó. Ê, chuyện gì? Ê, hai chị có phải tới ở trọ không? Lão bá, sao người biết chúng tôi muốn tới trọ vậy? Đương nhiên là biết rồi, chỗ này trong vòng 10 dặm không có bóng người. Hai người không phải tới ở trọ, không lẽ tới thăm bạn sao? Vậy không biết lão bá có thấy tiện hay không? Ê, tiện lắm, tiện lắm. Nhà của ta lâu nay chỉ có mình ta ở thôi. Ta cũng thích giúp đỡ người ta lắm. Hai vị, mời. Như vậy thì thiệt là cảm ơn lão bá. Mời, mời. Hai vị, mời. Chỗ này là nhà trước, là nhà dùng để tiếp khách, nhưng mà chỉ có một cái giường thôi. Coi bộ hai vị như là vợ chồng hả? Như vậy thì không sao. Mời hai vị nghỉ ngơi trước đi. Để tôi xuống bếp chuẩn bị vài món đồ ăn. Lão bá đi nấu ăn hả? Hay để chúng tôi giúp nha. Ê, không cần đâu, có giúp cũng là vị cô nương này. Nè cô nương, mời. Ta biết nấu đó. Không cần đâu công tử, công tử nghỉ ngơi trước đi. Đừng khách sáo mà. Anh không phải kêu em đi nói chuyện tình tứ với hắn đâu. Tối nay phải làm cho xong việc đó. Đã khuya rồi, hay là cô lên giường nằm đi nha. Ta nằm dưới đất được rồi. Không được, ngươi đã cõng ta cả ngày, ngươi cũng mệt lắm rồi. Ngươi nằm trên giường đi, để ta nằm dưới đất. Không được, dù sao ngươi là một cô nương mà. Ngươi hãy nằm giường đi, ta nằm dưới đất được rồi. Không phải đâu, ngươi cực khổ mà. Ngươi nằm trên giường đi, ta nằm dưới đất được rồi. Không được, cô nằm giường đi, để ta nằm dưới đất được rồi. Không sao, ta nằm dưới đất, ngươi nằm trên giường đi. Cô nằm giường đi. Ngươi nằm nha. Thôi đừng, cô nằm nha. Ta nằm dưới đất. Ngươi nằm đi. Cô nằm đi. Ngươi nằm đi. Em làm gì đây? Lần trước thì khiến hắn sợ, lần này thì em trốn tránh. Em không phải là trốn tránh, đột nhiên hắn bỏ đi, em cũng không biết là chuyện gì nữa. Ê, cả em cũng đối phó không nổi. Hay là để anh bắt hắn về tra tấn nghiêm ngặt, biết đâu chừng hắn sẽ khai ra kinh sách giấu đầu. Đại ca, anh đừng có đánh chết hắn. Ê, con người của hắn có đạo nghĩa, cho dù đánh chết hắn cũng không nói đâu, chỉ làm hư chuyện lớn mà thôi. Ê, nếu chỉ nhờ vào sức của em, chừng nào mới kiếm ra được kinh sách chứ. Đại ca, anh nghe em nói đi. Hắn là tên một sách, tư tưởng hủ lậu. Mình không thể gấp gáp đâu, miễn là mình đã bỏ nhiều công sức thì không thể bị thất bại. Anh cho em thêm một cơ hội đi. Em nhất định hỏi ra đại thủ Ấn Kinh ở đâu. Quyết định vậy nha, chúng ta chia nhau đi kiếm. Quay, Liên Hương, Liên Hương. Hiểu à, mối hôn nhân này coi như đã đến rồi. 3 năm sau dù có đổ đạt công danh hay không cũng về thành hôn với con Tú. Nó là con gái tốt, đừng bắt người ta phải cưới chờ dài hạn như vậy. Dạ biết rồi mẹ à, con nhất định sẽ cưới em Tú. Nam công tử. Dạ. Mặt ngươi có yêu khí, nhất định bị yêu quái bám sát. Ta phải dẫn ngươi ra khỏi nơi này. Khoan đã, ngươi là ai? Tại sao nói ta bị yêu quái bám mình? Nói không chừng ngươi mới là yêu quái đó. Đám yêu quái sắp kéo tới, nếu còn không chạy sẽ mất mạng. Cô nương, ta với cô không hề quen biết, chỉ với lời phím gì của cô, sao ta lại đi theo cô chứ? Nếu ai nấy đều lại gần nói là công tử người bị yêu quái bám mình, rồi ta phải đi theo người ta, như vậy phải xử sao? Thì là cảm ơn ý đẹp của cô rồi. Hey, cô làm gì? Ê, thả ta ra bao, cô nương à, thả ta ra trước đi. Thả ta ra, cô nương à, thả ta ra mà. Yêu quái, chịu chết đi. Thì ra lão bá đó là yêu quái. Như vậy Liên cô nương, lần này để cô người chạy đâu. Theo ta. Cô nương quả nhiên lợi hại, có thể đã quá dạng của ta. Ta có học thuật kỳ môn, vừa rồi chỉ là phép bịt mắt. Lão bá đó quả nhiên là yêu quái. Vừa rồi may là có cô. Nè, tại sao cô... Sư phụ của ta Thiên Nhất đạo nhân quen biết với Phật Quân Tử, vừa bói ra Phật Quân Tử của tai kiếp, cho nên biểu ta tới giúp. Ai ngờ khi ta tới đã biết Bồ Sanh đại sư đã viên tịch. Tại sao cô biết ta ở đây? Các hòa thượng của Phật Quân Tử cho ta biết, sau khi ngươi rời khỏi Phật Quân Tử đã mất đi hành tung. Rồi ta đã kiếm người theo tới đây. Cô nương quả thật là một hiệp nữ chánh nghĩa, xin nhận đang hiểu một lại. Trảm yêu trừ ma là thiên chức của ta. À, đừng nói thêm nữa, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Không được, còn một cô nương ở túp liều đó chờ ta. Ta thì lo lắng tới an nguy của cổ, ta phải về coi cổ. Ta tin là trong túp liều đó còn có yêu quái khác. Được, ta đưa ngươi về. Liên Hương, Liên Hương. Nam công tử. Liên Hương, Liên Hương. Đây là chiếc giày của Liên Hương, cổ nhất định xảy ra chuyện rồi. Nhà này tràn đầy yêu khí, chúng ta phải đi ngay. Hả? Không được. Chạy mau. Lần này tụi bay chết chắc rồi. Đàm công tử, cẩn thận nha. Đàm công tử, Đàm công tử à, Đàm công tử. Đàm công tử, ngươi thấy sao? Làm sao đây? Hắn đã bị trúng độc nặng. Nếu mà không hút ra khí độc của hắn thì hắn sẽ bị mất mạng. Không được, ta không thể để cho hắn chết. Nữ hiệp